trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây kịch bản đáng lo nếu NATO thách thức làn danh đỏ của ông Putin EU sắp từ bỏ Ukraine phương Tây lo lắng cảnh báo mới nhất từ ông Putin rộ tin nga sản xuất UAV tầm xa mới với động cơ Trung Quốc ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Nếu Mỹ và các đồng minh cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa của họ để tấn công vào lãnh thổ Nga, thì điều đó có nghĩa là NATO sẽ trực tiếp có chiến tranh với Nga. Bình luận của ông Putin được đưa ra trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington DC. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Anh được cho là đã thỏa thuận về việc có nên cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga hay không, giữa lo ngại ngày càng tăng về tổn thất của Kiev trên chiến trường. Hiện tại, Mỹ chỉ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu Nga ở các vùng của Ukraine bị chiếm đóng và ở một số khu vực biên giới Nga có liên quan trực tiếp đến các hoạt động chiến đấu của Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp, qua đó để lực lượng Ukraine có thể tấn công các sân bay, kho đạn dược, trung tâm chỉ huy sâu bên trong nước Nga. Dù vậy, Tổng thống Nga Putin cho rằng phương Tây sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bởi Kiev sẽ không thể lập trình đường bay hay truy cập dữ liệu nhắm mục tiêu bằng vệ tinh của các mẫu tên lửa Atak MS và Storm Shadow nếu như không có sự trợ giúp của NATO. Ông Putin cho rằng Chính vì vậy, đây không phải là việc cho phép Ukraine sử dụng những loại vũ khí này để tấn công Nga hay không. Đây là vấn đề quyết định liệu NATO có tham gia vào cuộc xung đột hay không. Nhà lãnh đạo Nga nhận định, việc chấp thuận những đề xuất của Ukraine đồng nghĩa với việc NATO sẽ hiện diện trên chiến trường và điều này sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Khi đó, Nga sẽ buộc phải đưa ra những quyết định phù hợp trước những mối đe dọa mới, ông Putin nhấn mạnh. Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng nếu Ukraine đột nhiên dùng vũ khí tầm xa phương Tây để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Điều đó sẽ buộc Nga phải di chuyển máy bay của mình ra xa hơn, hạn chế khả năng của Moscow trong việc tiếp cận tiền tuyến và thả bom lượn. Cùng với đó là các rủi ro. Theo phân tích của báo The Times, Anh, mối nguy hiểm lớn nhất khi phương Tây thay đổi chính sách về vũ khí tầm xa là Moscow sẽ trả đũa và Tổng thống Putin có thể sẽ quyết định dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật bên trong lãnh thổ Ukraine, vốn được coi là làn danh đỏ đối với NATO. Không rõ NATO sẽ làm gì để phản ứng trong trường hợp đó, khi nguy cơ xảy ra thế chiến thứ ba sẽ ngày càng lớn hơn. Ngoài ra có thể sẽ xảy ra một kịch bản đáng lo về Washington. Nga có thể sẽ cung cấp sự hỗ trợ, đặc biệt về mặt công nghệ cho Iran và lực lượng ủy nhiệm của Tehran để tấn công các lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Tuần này chính quyền Mỹ đã cáo buộc Iran chuyển tên lửa đến Nga để sử dụng ở Ukraine, cáo buộc mà Tehran đã phủ nhận. Hiện tại khó biết được ông Putin sẽ có hành động đáp trả nào nếu Mỹ và phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine. Sau cảnh báo của ông Putin. Theo báo New York Times, ngay cả với Mỹ, việc đánh giá nên tin ông Putin bao nhiêu phần trăm cũng là nhiệm vụ khó khăn. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mới đây nhận định các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU bắt đầu nhận ra cuộc xung đột ở Ukraine không phải là cuộc chiến của họ. Theo RT, ông Orbán nói, ngày càng nhiều nước thành viên EU từ bỏ lập trường ủng hộ chiến tranh để hướng tới một giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine. Phát biểu trên đài Radio Quốc gia, ông Orbán nói, EU tỏ ra khá chậm trong việc nhìn nhận cuộc xung đột ở Ukraine theo quan điểm bình thường của thế giới, nhưng có các dấu hiệu các nước EU bắt đầu nhận ra cuộc xung đột ở Ukraine không phải là cuộc chiến của họ và do đó ủng hộ giải pháp hòa bình. Ông Obama đưa ra bình luận sau khi thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi một giải pháp hòa bình và nói Nga cần phải tham gia vào vòng đàm phán hòa bình tiếp theo. Ông Obama nói ngày càng có nhiều quốc gia thành viên EU muốn tham gia phe ủng hộ hòa bình với tư cách chủ tịch luân phiên EU. Hungary đã thúc đẩy sứ mệnh hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine và đã khiến các nước thành viên EU suy nghĩ lại. Trước đó, chuyên gia quân sự Anatoly Matvichak cho rằng Liên minh châu Âu-EU sẽ có đủ nguồn lực để giúp Ukraine trong tối đa một hoặc hai năm. Sau đó, nhiều nước sẽ bắt đầu ngăn chặn các quy định hỗ trợ Kiev. Theo chuyên gia, phong trào biểu tình đã bắt đầu. Ông nhắc lại EU là một liên minh sống dựa vào sự đóng góp của các quốc gia thành viên. Ông Matvichak lưu ý, Tôi tin rằng khoản chi tiêu mà ngày nay đã vượt quá hàng tỷ euro, chúng là gánh nặng không thể chịu đựng được đối với một số quốc gia. Suy cho cùng, nền kinh tế của EU đang sa sút, đặc biệt là những cường quốc tiên tiến như Đức, Pháp và Italia. Họ hiện đang cảm thấy khủng hoảng về năng lượng, nguồn cung linh kiện, nguồn cung công nghệ, vân vân. Trong khi đó, khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây về Ukraine bước vào giai đoạn mới và nguy hiểm, Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận tại Washington về việc liệu có cho phép Kiev sử dụng tên lửa ATAC-MS của Mỹ hoặc tên lửa Storm Shadow của Anh chống lại các mục tiêu ở Nga hay không. Tổng thống Putin trong cảnh báo rõ ràng nhất phát biểu rằng phương Tây sẽ đang trực tiếp đối đầu với Nga nếu tiếp tục thực hiện động thái đó, điều mà ông cho rằng sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Ông hứa sẽ có một phản ứng phù hợp, nhưng không nói rõ phản ứng đó sẽ bao gồm những gì. Tuy nhiên, vào tháng 6, ông đã đề cập khả năng trang bị vũ khí Nga cho kẻ thù của phương Tây để tấn công các mục tiêu của phương Tây ở nước ngoài và triển khai tên lửa thông thường trong phạm vi tấn công của Mỹ và các đồng minh châu Âu. UAV cảm tử Geran 2 được Nga chế tạo theo nguyên mẫu Shahed 136 của Iran nhưng đã cải tiến lớn. Cụ thể, trần bay của loại UAV này hiện tăng vọt lên đến 2.000 mét, gây khó khăn cho hệ thống phòng không đối phương Cụ thể, độ cao hoạt động tăng thêm gấp nhiều lần của những máy bay không người lái UAV tấn công cảm tử Geran 2 thuộc lô sản xuất mới của Nga khiến các tổ phòng không tầm thấp vốn chỉ trang bị súng máy của lực lượng vũ trang Ukraine khó lòng với tới. Theo ghi nhận, các UAV tấn công cảm tử Geran 2 trong những tháng qua thường hoạt động ở độ cao từ 1,5 đến 2 km, tức là gấp 10 lần so với trước kia. Thực tế trên khiến các binh sĩ thuộc đơn vị chống UAV của Ukraine gặp vô vàn khó khăn những chiếc Giran 2 trước kia thường chỉ bay với độ cao 100 đến 200 mét, khiến chúng dễ bị bắn hạ bởi pháo phòng không và súng máy hạng nặng. Mặc dù vậy, hiện nay các loại vũ khí nói trên đã mất đi tính hiệu quả khi trần hoạt động của Giran 2 tăng vọt. Trong suốt thời gian xung đột nổ ra, máy bay không người lái cảm tử Giran 2 của Nga không ngừng được nâng cấp. Điều này đặt ra những thách thức mới cho lực lượng vũ trang Ukraine mà không phải lúc nào họ cũng đủ khả năng giải quyết. Có vẻ như giải pháp đơn giản là lập tổ phòng không cơ động, cố gắng bắn hạ UAV cảm tử Nga bằng pháo cao xạ và súng máy hạng nặng chỉ phát huy tác dụng tạm thời. Ngay sau khi các nhà thiết kế Nga tăng độ cao bay của chiếc Giran 2, toàn bộ các đội phòng không cơ động của quân đội Ukraine trên thực tế đã mất hoàn toàn tác dụng. Theo ấn phẩm Forbes của Mỹ, mới đây Nga đã sử dụng hơn 400 UAV Giran 2 để tấn công các mục tiêu trên đất Ukraine. Trong khi đó, theo thống kê cả tháng 8, những chiếc máy bay không người lái cảm tử này đã thực hiện 800 phi vụ, đồng thời Nga không chỉ tăng cường sản xuất vũ khí tầm xa mà còn thay đổi chiến thuật sử dụng chúng. Cách đây một thời gian, Giran 2 đã bay tới mục tiêu ở độ cao rất thấp để tránh bị radar đối phương phát hiện. Chiếc UAV được cho là bay dọc theo lòng sông để né tránh hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine. Đối diện thực tế trên, lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu sử dụng một phương pháp mới để phát hiện những chiếc UAV tấn công cảm tử này, khi hàng nghìn micro đã được lắp đặt trên khắp đất nước. Thiết bị trên sẽ theo dõi máy bay không người lái cảm tử dựa trên âm thanh đặc trưng của động cơ vẫn được mệnh danh là mô tô bay. Truyền dữ liệu đến trung tâm chỉ huy hệ thống phòng không để thiết lập các tuyến đường và mục tiêu dự định của UAV Nga. Điều này cho phép chuẩn bị tốt hơn cho việc đánh chặn. Tuy nhiên trong những tháng gần đây, loại máy bay không người lái cảm tử này đã bắt đầu bay qua lãnh thổ Ukraine ở độ cao lớn và chỉ lao xuống mục tiêu khi tiếp cận. Nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Nga đã sản xuất một loại UAV cảm tử tên là Gapia A1 bằng động cơ Trung Quốc từ năm ngoái và triển khai tại xung đột Ukraine. Trong tài liệu tình báo khai thác được bao gồm hợp đồng sản xuất, quy trình sản xuất và các thông tin tài chính, có thể thấy IMZ Coupon, một công ty con của nhà sản xuất vũ khí Nga Anmas Antey, đã sản xuất hơn 2.500 chiếc Gapia từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024 hai nguồn tin tình báo cho biết gapia có nghĩa là hapi trong tiếng nga đã được triển khai chống lại các mục tiêu quân sự và dân sự ở ukraine gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như thương vong samuel bendet một thành viên cấp cao tại trung tâm an ninh new america một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại washington dc nói với reuters rằng gapia nếu được xác nhận sẽ đánh dấu sự chuyển dịch của nga khỏi các thiết kế máy bay không người lái tầm xa của iran ông nhận định nếu thông tin là đúng có thể hiểu rằng Nga hiện dựa nhiều hơn vào sản xuất nội địa cũng như Trung Quốc. Cả hai bên trong cuộc xung đột đều phụ thuộc vào nhiều thành phần của Trung Quốc để sản xuất UAV. Iran đã cung cấp hơn 1.000 UAV cảm tử sahét cho Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào tháng 5 năm ngoái, chúng được sử dụng để làm hao mòn hệ thống phòng không của Ukraine cũng như tấn công cơ sở hạ tầng ở xa tiền tuyến. Iran đã nhiều lần phủ nhận việc gửi UAV đến Nga để sử dụng ở Ukraine. Gapia rất giống với Sahet nhưng có một số đặc điểm nổi bật, bao gồm cánh đuôi lắp bu lông và động cơ Limbach L550E, cơ quan tình báo châu Âu thông tin cho Reuters. Động cơ này ban đầu được một công ty Đức thiết kế và sản xuất, hiện được một công ty tên là Siemens Limbach sản xuất tại Trung Quốc. Các nguồn tin tình báo còn cho biết một nhà máy xi măng cũ nằm ở Ishevsk, Cộng hòa Udmurt, miền Tây nước Nga được coupon mua lại vào năm 2020, đang được sử dụng để sản xuất máy bay không người lái. Bendez cho biết 2.500 UAV mỗi năm sẽ chiếm một phần đáng kể trong sản lượng của Nga. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Shishki cho biết vào tháng trước rằng Nga đã bắn gần 14.000 UAV kể từ tháng 2 năm 2022, bao gồm nhiều hét của Iran cũng như UAV Giran-2 và Lancet do Nga sản xuất. Gapia có trọng lượng cất cánh dưới 300 kg và tầm bay tối đa 1.500 km theo hợp đồng sản xuất giữa Kupol và Bộ Quốc phòng Nga khá giống với UAV Sahed 136 của Iran. Tờ Washington Post đưa tin vào tháng 8 rằng Nga đặt mục tiêu tăng sản lượng phiên bản Sahed 136 trong nước được gọi là Giran 2 tại một nhà máy ở khu kinh tế đặc biệt Alabuga, Tatarstan. Vào tháng 4, Ukraine cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV và một nhà máy sản xuất máy bay không người lái tại Alabuga. Kể từ khi Moscow tiến hành hoạt động quân sự tại Kiev hồi tháng 2 năm 2022, châu Âu đã tìm các nguồn cung khí đốt dài hạn khác, trong đó có Na Uy và khí tự nhiên hóa lỏng LNG từ Mỹ. Lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga của châu Âu đã giảm hơn 90%. Tập đoàn Gazprom đã phải trả giá đắt khi công bố khoản lỗ dòng là 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Năm ngoái, Nga đã xuất khẩu 14,6 tỷ mét khối dầu qua Ukraine giảm gần 2 phần 3 so với mức 41,6 tỷ mét khối vào năm 2021. Mặc dù Tổng thống Putin đã bày tỏ mong muốn tiếp tục thỏa thuận vận chuyển, nhưng Tổng thống Zelensky lại tuyên bố sẽ loại Nga khỏi mạng lưới vận chuyển của nước này. Trong khi đó, về phía Ukraine, chính phủ có thể mất đi một nguồn doanh thu quan trọng và làm tăng thêm sự bất ổn trong nguồn cung năng lượng của châu Âu vào mùa đông năm nay. Ông James Hill, giám đốc điều hành của MCF Energy, Anh, nhận định Tổng thống Ukraine Zelensky đã cứng rắn cắt đứt sự phụ thuộc cuối cùng vào Moscow bằng cách chặn đường ống dẫn khí đốt. Mặc dù đây là động thái mạnh mẽ và đúng hướng, nhưng nó cũng đặt ra một thách thức lớn mà châu Âu phải đối mặt bởi nguồn cung khí đốt của khu vực có thể gặp rủi ro. Lượng khí đốt từ Nga trải qua Ukraine đến châu Âu chỉ cung cấp chưa đến 5% nguồn cung cho châu lục này. Tuy nhiên, việc không gia hạn thỏa thuận không chỉ làm ảnh hưởng đến vị thế là một đường ống dẫn khí đáng tin cậy của Ukraine mà còn khiến đất nước có nguy cơ mất 800 triệu đô la Mỹ một năm tiền phí vận chuyển. Theo Bloomberg, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Geman Galushenko cho biết đất nước đã tổ chức các cuộc đàm phán về vận chuyển với Azerbaijan, quốc gia cung cấp khí đốt cho 8 nước châu Âu, nhưng hiện vẫn chưa có đề xuất cụ thể nào. Các thỏa thuận với Kazakhstan và các nhà cung cấp khác ở Trung Á cũng có thể là phương án khả thi, nhưng thời gian không còn nhiều. Ông Keman Galushenko nhấn mạnh cả Kiev và châu Âu cần thực hiện một cách tiếp cận mạnh mẽ trước và sau khi hợp đồng quá cảnh khí đốt với Moscow hết hạn để đảm bảo an ninh năng lượng và sự ổn định. Đây cũng là cách để bảo vệ chính mình khỏi sự trả đũa của chính quyền Nga nếu thỏa thuận không được gia hạn. Đầu tháng 9, khi các đồng minh phương Tây tập trung tại căn cứ không quân Remstein, Đức, cho cuộc họp lần thứ 24 của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, UDCG, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân đến để thúc đẩy các đồng minh viện trợ vũ khí, cụ thể là hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa. Mặc dù có những cam kết mới về viện trợ vũ khí, nhưng kết quả vẫn khá ảm đạm. Kiev nhận được lời hứa về một hệ thống phòng không cổ điển cùng với tên lửa, xe tăng, thiết giáp, pháo binh và các loại đạn dược khác. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 250 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ vũ khí mới bao gồm tên lửa RIM-7 Sea Sparrow, dòng tên lửa phòng không tầm ngắn được sử dụng trên các chiến hạm nhưng đã được cải tiến để trang bị cho các hệ thống mặt đất mà Ukraine đang sở hữu, cùng nhiều vũ khí khác. Song song việc Mỹ cam kết cung cấp đạn pháo mới, Đức đã hứa cung cấp 12 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze PZH-2000 với tổng giá trị là 150 triệu euro, tương đương với 165 triệu đô la Mỹ. Canada cũng công bố một gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine bao gồm 80.840 động cơ tên lửa không đối đất CRV-7 mà Canada đã thôi sử dụng và 1.300 đầu đạn. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair cho biết các vũ khí này sẽ được chuyển giao trong những tháng tới. Ngay trước khi cuộc họp của UDCG bắt đầu, Anh tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 650 tên lửa phòng không đa năng hạng nhẹ LMM trị giá hơn 213 triệu đô la Mỹ vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, cam kết viện trợ vũ khí của Tây Ban Nha cho Ukraine là một khẩu đội phòng không Hawk gồm 6 bệ phóng và sẽ được gửi đến Ukraine ngay lập tức. Viện trợ vũ khí của Hà Lan cũng tập trung vào việc tăng cường năng lực F-16 của Ukraine. Là một trong số ít quốc gia đưa ra cam kết về F-16, Hà Lan cho biết sẽ cung cấp thêm tên lửa không đối không, thiết bị bảo dưỡng và các vật liệu khác để trang bị cho F-16. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế rằng các nước phương Tây và giới chuyên gia vẫn băn khoăn về việc Ukraine có thể giữ được các khu vực ở tỉnh Kursk thuộc Nga mà nước này đã chiếm được hay không. Trả lời với đài NBC News, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định, Ukraine đang có kế hoạch chiếm giữ vô thời hạn các vùng lãnh thổ ở tỉnh Kursk đang nằm trong tay lực lượng Ukraine. Ông Zelensky nói rằng chiến dịch ở Kursk là một trong những giai đoạn chấm dứt xung đột và Kiev cần các vùng lãnh thổ Nga này để làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Nga. Đồng thời, theo ông Zelensky, cuộc tấn công Kursk nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm giúp bảo vệ các thành phố khác của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg dẫn lời một số quan chức phương Tây đề nghị giấu tên lo ngại rằng Kiev có thể bị buộc phải từ bỏ những vùng đất này trong vòng vài tháng nếu Moscow tiến hành một cuộc phản công lớn. Bộ Quốc phòng Nga đăng video ghi lại cảnh trực thăng tấn công K-52M của Nga không kích vào các mục tiêu Ukraine ở tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả mục tiêu mà Nga muốn nhắm đến đã bị phá hủy. Tuy nhiên, bộ này không cung cấp số lượng chính xác số binh sĩ và xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy trong cuộc tấn công. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy hai chiếc trực thăng bay ở tầm thấp và bắn nhiều loạt rocket nhằm về phía lực lượng Ukraine. K-52M là trực thăng tấn công hiện đại nhất trong dòng K-52 và mới được cung cấp cho không quân Nga từ đầu năm 2023. K-52M có hệ thống xác định và thu nhận mục tiêu quang điện tử tầm xa được ổn định bằng con quay hồi chuyển, bộ truyền động kỹ thuật số và khung gầm mới cùng hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến và hệ thống quản lý cho phép nó mang được nhiều loại vũ khí, trong đó có một loại tên lửa cực kỳ nguy hiểm. K-52M sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa và tác chiến điện tử L-418 Monoblock có khả năng tương tác với máy bay không người lái UAV bằng các yếu tố trí tuệ nhân tạo. Điều này cho phép máy bay có thể điều khiển các UAV trinh sát và tấn công. Trực thăng K-52M sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều khi kết hợp với tên lửa đa năng hạng nhẹ LMUR tiên tiến. LMUR còn có tên gọi khác là tên lửa Isdelie 305 do Cục Thiết kế Kolomna của Nga phát triển và sản xuất được dùng để tấn công các tòa nhà, công trình kiên cố, xe bọc thép, tổ hợp phòng không và nhiều mục tiêu khác của đối phương. Nga đã thử nghiệm tên lửa này vào năm 2015 và đưa vào sản xuất chính thức sau năm 2016. Dù được mô tả là tên lửa hạng nhẹ LMUR có trọng lượng hơn 90 kg, nặng gấp đôi tên lửa Vic và gấp 6 lần tên lửa Ataka. Tên lửa đạt tầm bắn tối đa 14,5 km, tốc độ hơn 800 km một giờ. Tên lửa LMUR dài không quá 2 m, đường kính thân 200 mm, trọng lượng phóng 105 kg. Hồi đầu tháng 8, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào vùng Kursk của Nga. Cuộc tấn công được cho là có sự tham gia của một số đơn vị tinh nhuệ nhất Kiev và một số lượng xe bọc thép do phương Tây cung cấp. Mặc dù Kiev ban đầu đã đạt được đà tiến, giành được quyền kiểm soát một số làng tại Kursk, song Moscow tuyên bố nước này đã đẩy lùi được nỗ lực tiến công của Ukraine. Các lực lượng Nga đã tích cực sử dụng thiết bị bay không người lái, pháo binh và tên lửa có độ chính xác cao để bắn phá các mục tiêu của Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào khu vực Kursk là một nỗ lực nhằm đưa xung đột đến lãnh thổ Nga, buộc Nga phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine. Cách đây ít hôm, máy bay không người lái của Nga đã rơi xuống Latvia. Theo Bộ Quốc phòng Latvia, vụ việc xảy ra tại khu vực Rezikne ở miền đông đất nước. Đây là lần đầu tiên một máy bay không người lái của quân đội Nga bay vào không phận Latvia kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Rumani thông báo hệ thống giám sát bằng radar của Rumani cũng đã phát hiện UAV xâm nhập vào không phận quốc gia này và sau đó đi về phía Ukraine. Rumani đã điều hai chiến đấu cơ F-16 để theo dõi sự việc. Hai vụ việc trên khiến giới chức hai nước kêu gọi thực hiện các biện pháp phối hợp để ngăn chặn các sự việc xâm nhập trên không của Nga. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevich cảnh báo số lượng vụ việc xâm nhập đường không đang gia tăng dọc theo sườn phía đông của NATO và kêu gọi khối quân sự này phải cùng nhau giải quyết tình hình. Đáng chú ý mới đây nhất, theo European Pravda, sau khi có dữ liệu về một máy bay Tu-142 Nga xuất hiện trên bầu trời đi cùng với một chiếc Su-30 đã tắt bộ thu phát tín hiệu tự động, các tiêm kích Eurofighter của Đức đã cất cánh từ các sân bay ở Litva. Theo báo cáo, không quân Đức đã hộ tống máy bay Nga trên biển Baltic những sự cố tương tự liên quan đến máy bay nga đã xảy ra nhiều lần trong những tháng gần đây một ngày trước đó bốn máy bay quân sự nga không có kế hoạch bay hoặc bộ phát đáp đang hoạt động đã được phát hiện trên vùng trời biển baltic gần biên giới latvia khiến nato phải điều máy bay giám sát bộ trưởng quốc phòng litva laurinas kasyunas đã đề xuất cho máy bay nato hoạt động tại các quốc gia vùng biển baltic bắn hạ máy bay không người lái uav nga nếu chúng bay vào không phận của họ theo ông kasyunas máy bay nato không chỉ tuần tra mà còn phải bắn hạ UAV của Nga nếu chúng bay vào không phận của các quốc gia vùng Baltic. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha cũng thúc giục các đồng minh của nước này ở biên giới phía Tây bắn hạ UAV và tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine. Ông Sibiha lưu ý đã có nhiều trường hợp máy bay Nga xâm phạm không phận của các nước láng giềng và các nước NATO. Cuộc giao tranh bằng UAV ở Ukraine đang cải biến tác chiến hiện đại và gây ra tổn thất lớn cho lực lượng xe tăng, bao gồm cả xe tăng hạng mạnh do siêu cường Mỹ chế tạo. UAV có thể làm thay đổi cách con người sử dụng xe tăng trong xung đột tương lai. Hồi đầu năm nay, quân đội Nga đã bắn hạ 5 trong số 31 xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất, theo một quan chức cấp cao của Mỹ. Số xe tăng này được lầu nắm góc gửi cho Ukraine vào mùa thu năm 2023. Đại tá Reisner, chuyên gia huấn luyện quân sự của Áo, cho biết còn có ít nhất 3 chiếc Abrams nữa bị hư hại kể từ xung trận trong xung đột vũ trang với Nga vào đầu năm nay, năm 2024. Ông Reisner đã theo dõi tình trạng vũ khí được sử dụng và mất mát trong cuộc xung đột này. Theo ép phân tích quân sự Oris, số xe tăng nói trên chỉ là một phần trong tổng số 796 xe tăng chủ lực của Ukraine bị phá hủy, thu giữ và vứt bỏ kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Dữ liệu của Oris cho thấy Nga cũng bị tổn thất một số lượng xe tăng rất lớn. Ushjono dẫn lời đại tướng James Renny, chỉ huy bộ tư lệnh tương lai của mỹ đơn vị nghiên cứu giải pháp chuyển đổi và trang bị cho quân đội nhận định trong tương lai gần chúng ta cần phải khẩn trương thực hiện một số điều chỉnh để duy trì khả năng sống sót của các đội hình thiết giáp xe tăng đã xuất hiện trong chiến dịch xâm nhập vào kurs của quân đội ukraine và loại vũ khí này vẫn có chỗ đứng trong các cuộc tấn công nhanh tuy nhiên trong phần lớn chiến trường tại ukraine những cỗ máy thiết giáp tiên tiến nhất của phương tây lại trở thành miếng mồi ngon cho các loại uav rẻ tiền vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột tại ukraine các chỉ huy thường giấu xe tăng và các xe bọc thép bằng cách đào chiến hào và ngụy trang. Sau đó, họ sẽ xuất hiện để khai hỏa khi đối phương vào tầm bắn. Tuy nhiên, hiện nay xe tăng rất dễ bị UAV phát hiện, do đó kiếp lái trước tiên phải tìm cách tránh khỏi tầm hoạt động của UAV, sau đó mới di chuyển vào vị trí tấn công. Xe tăng dễ bị UAV tấn công hơn các loại xe bọc thép khác vì kích thước cồng kềnh và tháp pháo lớn, phần trên chỉ được gia cố mỏng. Pháo của xe tăng cũng không phù hợp để bắn hạ UAV và hạn chế đạn dược. Do đó, cả lực lượng Nga và Ukraine đều đưa ra những giải pháp độ chế, chẳng hạn trang bị lồng sắt bao quanh xe tăng. Ngoài giáp lồng, lực lượng Nga gần đây chế tạo giáp mai rùa, một số có cụm thiết bị gây nhiễu chống drone bên trên và lắp cho những chiếc xe tăng dẫn đầu đoàn phương tiện cơ giới tấn công vị trí đối phương. Ukraine cũng áp dụng một số biện pháp chống drone và được đánh giá dần thành thạo hơn trong hoạt động này. Đại tá Reisner cho biết, các kỹ sư quân sự đã luôn tìm ra những cách mới để tiêu diệt xe tăng kể từ khi chúng được sử dụng trên chiến trường nhưng xe tăng cho đến nay vẫn là lực lượng không thể thiếu trong quân đội các quốc gia. Đại tá Reisner cũng cho rằng xe tăng vẫn là loại vũ khí nguy hiểm nhất trong giao tranh trên bộ. Ông nói nếu bạn muốn kiểm soát địa hình, bạn cần có xe tăng. Nhưng chuyên gia quân sự này cũng nhận định FPV sẽ là một phần quan trọng trong thứ mà một số nhà phân tích tin rằng sẽ thúc đẩy giao tranh ngầm trong tương lai với vũ khí điều khiển từ xa, điều khiển các phương tiện chiến đấu trên mặt đất. Trong tình huống này, binh sĩ sẽ điều khiển hệ thống vũ khí từ các hầm ngầm gần đó để đảm bảo họ có thể duy trì đường ngắm và tần số vô tuyến đối với vũ khí. Những trận chiến trên bộ như vậy, trong tương lai chủ yếu có thể chỉ là cuộc đọ sức giữa máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất và các phương tiện thiết giáp không người lái trên mặt đất. Hãng thông tấn nhà nước Iran, IRNA mới đây đưa tin, nước này đã phóng thành công một vệ tinh nghiên cứu vào quỹ đạo bằng một tên lửa do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC chế tạo. Theo IRNA, vệ tinh Chamran 1 có trọng lượng 60 kg và đã đạt tới quỹ đạo 550 km trong không gian. Nhiệm vụ chính của vệ tinh này là thử nghiệm phần cứng và phần mềm không gian. Hiện tại, các trạm trên mặt đất đã nhận được tín hiệu từ vệ tinh. IRNA cho biết thêm, tên lửa mang vệ tinh Khoa M-100 sử dụng nhiên liệu rắn, được thiết kế và chế tạo bởi Bộ phận Hàng không Vũ trụ của IRGC. Iran sẽ phóng đồng loạt thêm 13 vệ tinh nữa. Vụ phóng vệ tinh của Iran vừa qua diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông khi Iran đe dọa thực hiện các vụ trả đũa quân sự với Israel liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas trên lãnh thổ của nước này. Hồi đầu năm, Iran cũng đã phóng thành công 3 vệ tinh vào không gian. Đây là các vệ tinh mới nhất trong chương trình mà phương Tây cho rằng giúp cải tiến tên lửa đạn đạo của Tehran. Theo truyền hình nhà nước Iran, các vệ tinh được phóng hồi tháng 1 bao gồm Mada, Kayhan 2 và Hatep 1. Mada là một vệ tinh nghiên cứu, trong khi Kayhan và Hatep là các vệ tinh nano tập trung vào định vị và liên lạc toàn cầu. Trước đó, đã có 5 lần phóng thất bại liên tiếp của chương trình Saemoc, một loại tên lửa mang vệ tinh do Iran sản xuất. Saemoc là tên lửa hai tầng, sử dụng nhiên liệu lỏng mà Iran mô tả là được thiết kế để đưa các vệ tinh vào quỹ đạo thấp của trái đất. Mỹ trước đây cáo buộc các vụ phóng vệ tinh của Iran đã thách thức nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi Tehran không thực hiện hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc Liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đã hết hạn vào tháng 1 năm 2023. Dưới thời cựu tổng thống Hassan Rouhani, Iran đã chậm lại chương trình không gian vũ trụ vì sợ làm gia tăng căng thẳng với phương Tây. Tuy nhiên, kể từ đó, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà ông Rouhani cùng các cường quốc thế giới ký kết đã sụp đổ và căng thẳng với Mỹ đã sôi dục trong nhiều năm. Mới đây, Chính phủ Mỹ đã có quyết định mới về việc tăng thuế đối với xe điện và một số loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của quá trình xem xét kéo dài hơn 2 năm đối với thuế quan do cựu tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Cụ thể, thuế đánh vào xe điện của Bắc Kinh sẽ tăng gấp 4 lần lên 100%. Thuế đối với pin lithium ion tăng từ 7,5% lên 25%. Thuế đối với các sản phẩm nhôm thép cũng tăng từ mức 0% hiện nay lên 7,5% vào ngày 27 tháng 9. Trong bài phát biểu, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai nêu rõ chính sách thuế quan nói trên phản ánh cam kết của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong việc đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2024, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các mức thuế này với ý định sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, quyết định này đã được hoãn lại do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ USTR cho biết việc nghiên cứu, đánh giá, bình luận của công chúng mất thời gian hơn so với dự tính. Bà Laen Brennard, cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng cho biết quyết định thuế quan mới được đưa ra để đảm bảo rằng ngành công nghiệp xe điện Washington có khả năng đa dạng hóa và không bị phụ thuộc vào chuỗi cung ứng thống trị của Bắc Kinh. Bà Brennard khẳng định chính sách thuế quan cứng rắn có mục tiêu như vậy là cần thiết quyết định trên ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ chính các ngành công nghiệp nội địa Mỹ. Một số ý kiến cho rằng việc tăng thuế sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng, bao gồm cả các sản phẩm sử dụng nhiều chất bán dẫn, tức chip, trong khi không có hiệu quả giúp ngăn chặn hoạt động chuyển giao công nghệ sang Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Công nghệ Thông tin Mỹ, Jason Osman phàn nàn, kể từ khi áp dụng các chính sách thuế hạ khắc, tổng thiệt hại mà các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải chịu ước tính đã lên đến 221 tỷ đô la Mỹ. Ông nói, một lần nữa nhà trắng đang dựa vào công cụ thuế quan thô sơ và không hiệu quả, cũng như không có bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Động thái áp thuế cao hơn của nhà trắng diễn ra khi cuộc đua bầu cử Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút. Cả hai ứng cử viên tổng thống là phó tổng thống Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang nỗ lực thu hút sự ủng hộ của các cử tri tại các tiểu bang được coi là đại bản doanh của các hoạt động công nghiệp như sản xuất ô tô và thép. Theo tờ Wall Street Journal, thành phố Springfield, bang Ohio đã phải sơ tán trường tiểu học và đóng cửa trường cấp 2 sau khi liên tục bị đe dọa đánh bom. Trước đó, tòa thị chính Springfield cũng đã phải đóng cửa vì các lời đe dọa. Những nguy cơ an ninh trên xuất hiện sau khi thành phố này bị cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra làm ví dụ về tác hại của người nhập cư trong cuộc tranh luận Tổng thống với bà Kamala Harris hôm 10 tháng 9. Khi ấy, ông Trump khẳng định trên sóng truyền hình tại Springfield những người mới đến đang ăn thịt chó, thịt mèo. Họ ăn thú cưng của những người dân sống ở đây từ lâu. Những khẳng định trên đã đẩy thành phố nhỏ với dân số chỉ 59.000 người vào trung tâm sự chú ý. Từ năm 2020 đến nay, Springfield đã tiếp nhận khoảng 15.000 người nhập cư Haiti đến sinh sống. Phần đông số này là những người nhập cư hợp pháp. Tuy nhiên, sự xuất hiện ồ ạt của họ đã khiến các nguồn lực của thành phố này cạn kiệt. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đang làm việc với cảnh sát địa phương để xác định nguồn gốc của lời đe dọa đánh bom. Hiện chưa rõ thư đe dọa này có liên quan thuyết âm mưu về người nhập cư Haiti ngược đại thủ cương hay không. Trong bối cảnh thông tin này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, Nhà Trắng đã lên án tuyên bố của ông Trump cho rằng điều này gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Đảng Dân Chủ cũng chỉ trích ông Trump và ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Ohio James David Vance lan truyền thuyết âm mưu khiến công chúng sợ hãi với người nhập cư nhằm đạt mục đích của chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, tránh văn phòng Springfield, ông Brian Hicks đã bảo vệ thành phố trước thông tin sai lệch trong một video được đăng trên Facebook vào chiều 11 tháng 9. Ông Heck nói: "Thật đáng thất vọng khi một số câu chuyện xung quanh thành phố của chúng ta bị bóp méo bởi thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội và còn bị khuếch đại bởi luận điệu chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống đầy căng thẳng hiện tại." Ông Heck cho biết, thành phố đã đạt tiến bộ về kinh tế, công nghiệp và phát triển, một phần nhờ vào sự gia tăng dân số bao gồm người nhập cư. Ông cũng nói rằng, tốc độ gia tăng dân số đã gây ra những thách thức nhưng không liên quan đến thông tin sai lệch đang được lan truyền. Ông Hách nói, những tin đồn này sẽ không làm chúng ta phân tâm khỏi việc giải quyết những áp lực thực sự lên các nguồn lực của chúng ta, đề cập đến các trường học, hệ thống chăm sóc sức khỏe và lực lượng ứng phó khẩn cấp.